nhiều anh em hỏi á, tiền của mình đâu hết rồi, tiền của mình nằm trong đây nè, và bây giờ mình bán con xe này ha, và mua bán xe mình lỗ là chuyện bình thường, anh em chơi xe là lỗ chuyện bình thường. Cái con xe này mình mua vào thời điểm 2021 là nó nằm giá 230, là mua 230. Bây giờ mình bán cho anh em á, xe zin, mình về mình đi có mấy trăm cây thôi anh em, chưa tới 200 cây. Hiện tại xe là 8.800 cây nha anh em. Em quay cho anh em xem. Đây là xe của mình, thì anh em mua có thể ký trực tiếp luôn nha, không có qua ủy quyền gì hết luôn nha. 8.800 cây, rồi ok anh em. Rồi ra lại. Thì mình bán nếu như về zin hết toàn bộ xe này, còn đầy đủ đồ zin không thiếu gì hết, thì mình bán cho anh em là 190 nha anh em. Còn anh em lấy đồ chơi thì để cho anh em là 255 triệu nha anh em. Còn anh em mà kêu á hả, hai anh em hay vô trả giá xe này 190 á, thì anh em kiếm đâu ra 200, 250 xe này mình mua hết luôn cho anh em nha. Và đồ chơi, tại sao đồ chơi nó nhiều, tại vì đồ chơi mình vô đồ mắc không à. Còn anh em không thích đồ chơi mình về zin hết cho anh em, mình xé lẻ mình bán còn có tiền hơn. Rồi thì trước mắt anh em ha, là cặp Hell Rambo tháng trước, thì xe này về cái độ mới thì nó khỏi phải bàn rồi nha anh em. Đó là heo trước là mình mua lại nha anh em. Đó mình mua về mình trưng. Cặp Hell Rambo tháng trước là G là 22 triệu, mình vô tò đồ xịn không nha. Đó heo zin còn luôn. Rồi Hell Rambo sau 4 triệu, là đây nè, đây nè. Rồi cái cùm để gắn heo sau là 3.8 triệu. Đây là huyên cái này là khoảng gần 7 triệu. Đó, và phải lên nguyên bộ dây dầu này là 8 triệu nha anh em. Cái dây nè là 8 triệu. Rồi à, mình nhầm nha anh em, nhiều quá. Cái ben đạp này nè, cái ben đạp Rambo này nè, xe lên nhiều quá không nhớ luôn. Ben đạp sau là 2.8 triệu nè. Đó, cái cùm để gắn heo sau nè, Rambo nè, là 3.8 triệu nè. Rồi thắng Rambo là 10 triệu nha, một cụm Rambo là 10 triệu nha. Rồi là tổng cộng là mình thấy là 40 triệu rồi đó anh em. Anh em thấy sơ sơ là 40 triệu rồi không? Rồi qua đây là sơ sơ mình lên bộ 40 triệu rồi đó. Thì anh em muốn mua xế lẻ thì mình có giá tốt xế lẻ cho anh em luôn, giá tốt luôn nha anh em. Rồi tiếp theo tay con Accord Sato, tay này thì anh em biết rồi, mình lên là 4 triệu, rất là nhẹ luôn, bóp rất là đã nè anh em à, rất là nhẹ. Anh em nào mà muốn sang về gắn với 8, với 9 đồ đó, rất là nhẹ, mình sang cho anh em 2.7 triệu thôi. Mình sang đồ chơi lúc nào cũng rẻ đó, mình mua đồ mới mình sang đều rẻ, là 4 triệu. Rồi cái tay Rambo, cái tay Rambo này hình như là 5-6 triệu rồi đúng không em, mình lên lâu quá mình không nhớ giá tiền. Tay Rambo đó, anh em nào mua thì mình sang lại cho anh em 4 triệu thôi. Tay Rambo đó, bình dầu luôn nha, full bộ bình dầu luôn. Rồi cái miếng này thì mình lên 1.000.000 rồi, mình cũng khỏi phải tính luôn. Rồi cái gù này nè, cái gù này không là mình lên 3 triệu rồi. Mà mấy cái này mình bán là mình tặng anh em luôn, không lấy làm gì đâu, gù xin còn. Mấy cái 3-4 triệu là mình cho hết. Rồi mình lên full bộ ốc Titan, là hồi đó mình lên là 8 triệu full bộ Titan cho xe luôn, ốc xin còn luôn. Rồi cái bộ bảo vệ lốc máy này nè, quay nè, bảo vệ lốc máy này là 3.8 triệu nè. Đó rồi cái chống đổ khỏi tính luôn, chống đổ này có 2 triệu à. Rồi chắn bùng MT09 nè, mình lấy từ MT09, anh em có thể search lên cái chắn bùng này, lên mạng là khoảng 8 triệu mấy nha anh em, rất là cứng, đi mấy cái này mới đúng nè. Zin của MT09 là khoảng 8 triệu á nha anh em, 8 triệu 9 triệu đó anh em search. Anh em nào lấy thì mình để khoảng anh em 4 triệu thôi. Mình sẽ lẻ đồ chơi là đều rẻ hết. Rồi anh em thấy là nhiều không? Rồi cái đuôi tích hợp xi nhan nè, Audi nè. Cái này là mình lên 2.8 triệu nha anh em. 2.8 triệu. Anh em nào lấy mình để lại cho anh em 1.5 triệu thôi nha anh em. Đó. Còn anh em lấy nguyên xe là 255 triệu rất là lời luôn. Rồi cái đồ mắc nhất mà trên con xe đó là Setbo, bi quay Setbo cho anh em coi. Setbo Akamovic. Cái Setbo này mình còn nguyên một cái thùng luôn nha anh em. Xe mình mua đập thùng mới là còn nguyên thùng giấy tờ đầy đủ luôn nha anh em. Lên cái này là xe tăng một mã lực, hai mã lực gì mạnh lắm nha anh em. Để mình cho anh em nghe tiếng bô. Set này mình lên 31 triệu á anh em. Anh em lấy thì mình để lại cho anh em là 20 thôi nha anh em. Rẻ hơn 10 triệu luôn á.
là mình vô nhóm nhau nước mát đầy đủ rồi, không có đi, hầu như không đi nha anh em, để chân thôi nha anh em. Mà mấy giá để ở điện thoại là mấy trăm nè, anh em nào thích thì mình xé ra bán cho anh em luôn. Cái nâng ghi đông. Rồi. Nâng ghi đông này đi là không có mỏi tay rồi luôn nha anh em. Còn mấy cái lặt vặt lên này là mình không tính luôn á, là rất là nhiều tiền. Rồi để mình tính sơ sơ cho anh em là con à quên, cái bộ rốt 5 nè, bộ cặp vỏ rốt 5, nếu như mà anh em mà chơi xe là biết cặp vỏ rốt 5. Rất là xịn sò nha anh em. Đó, anh em nào chơi xe là biết cái cặp vỏ rốt 5 là cực kỳ xịn và cực kỳ ngon luôn nha anh em. Mình lên khoảng 8 triệu mấy thôi anh em à. Đó, thì bây giờ mình ngồi đây mình tính cho anh em sơ sơ. Thì xe đẹp khỏi phải bàn rồi, anh em qua đây cũng biết chiếc này đẹp khỏi bàn. Mình xuống xe zin hết lên bán cho anh em 190 là mình vẫn lỗ khoảng 30 triệu. Thì cái theo giá thị trường bắt buộc phải lỗ thôi, xe không đi đó mà mình chính mình người chơi mình vẫn lỗ 30 triệu. 30 ba mấy á, rồi tiền đồ chơi coi thử là mình lỗ bao nhiêu ha. Anh em cứ cộng ha. Cặp heo Rambo tháng trước 22 triệu, heo sau, heo Rambo sau 4 triệu, cùm để gắn heo sau là 3 triệu 8, ben đạp Rambo sau là 2 triệu 8, bộ dây dầu cỡ thân xe 8 triệu, đó là full bộ dây dầu á. Rồi thắng Rambo cả cụm á, cả cụm luôn là tính luôn tổng là 10 triệu. Rồi con Atos Sato là 4 triệu, gù Titan, cái gù Titan này là 3 triệu. À, bộ tem thì không tính, bộ tem mình lên 3 triệu không tính, mấy cái đó không tính luôn, mấy cái đồ chơi mà không tính. Nắp bên hông sườn cá. Nắp bên hông sườn cá. Rồi. Là 2 triệu, ốc titan nguyên thân xe luôn là 8 triệu. Bảo vệ lốc máy 3 triệu 8, chắn gió 1 triệu rưỡi, chắn bùng MT3 khoảng 8 đến 9 triệu anh em. Đèn sau tích hợp kiểu Audi là 2 triệu 8. Setbo AK Movit đập hộp 31 triệu. Rồi mấy cái lặt vặt nữa là anh em tính đi khoảng đâu đó khoảng cũng 100 triệu không ta. Anh em tính giùm mình nha, mà hoặc là biến tính luôn á. Đó, là chưa tính mấy cái đồ lặt vặt, đồ tùm lum tà la hết. Và xe này mình vô nhớt, vô nước mát đầy đủ rồi. Lọc KN luôn, toàn là vô đồ xịn không. Xe mới luôn nè em, cái dĩa nè, không một vết xước luôn anh em. Mượt mà luôn á, nói chung là xe không có đi luôn á anh em. Không một vết xước luôn. Đó. Rồi, mấy cái đồ carbon này mình lên được bảo vệ các nước là mình không tính với anh em luôn, không có tính gì hết. Rồi giá đỡ điện thoại rồi nè. Đó, bảo vệ các nước này, miếng carbon này ha, carbon này lên hết. Đó. Rồi, rất là nhiều đồ chơi. Là anh em lấy luôn xe đó, mình để anh em là 255 triệu. Đó. Còn mà anh em lấy xe zin đó, mình trả hết đồ chơi mình bán cho anh em. Đồ chơi mình bán rẻ cho anh em thôi. Thì trăm mấy chục triệu mình xé, mình bán còn 60-70 gì đó. Ví dụ Setbo 20, tay Acos rồi nè. Mấy cái này anh em gắn vô đến 8-9 chạy. Rồi tay Rambo rồi nè. Mình sang có mấy triệu thôi. Mỗi thứ mấy triệu anh em chơi dễ. Rồi trắng bùng MT9 nè. Sang anh em mấy triệu thôi. Từ từ xịt em, anh quay cái anh. Từ từ. Đó, mỗi thứ vài triệu thôi đó. Anh em cứ tham khảo ha. Thì xe thì khỏi phải bàn. Anh em coi kênh là biết. Anh em coi kênh là anh em biết là xe này hầu như là không có đi. Mình mua về là không có đi luôn. Và anh em mua về là anh em không có cần ủy quyền luôn. Ký trực tiếp cho anh em luôn. Ngon lành luôn nha anh em. Đó. Đó, xe này anh em mua xe của mình thì mình bảo hành cho anh em hả 5.000 km luôn. Đó, chứ không phải 500 cây xe anh bán là tại xe của mình biết mà. Cho nên cứ yên tâm mà giọt thôi. Đó, xe thì không có chạy xước gì hết anh em. Xe dựng chân thôi. Không đi tu luôn. Đó. Mình không có đi tu gì luôn nha anh em. Rồi. Đó, anh em nào thích thì cứ alo cho mình ha. Đó, bữa nay sale xe mình đương nhiên là xe biển số Sài Gòn nha anh em. Đó, thích thì cứ alo mình nha. Đó, anh em không thích thì anh thích còn anh em mà thích lấy từng món đồ chơi nào á, ví dụ anh em xe này anh em thích anh em chỉ thích lấy cái bô hay cái gì thôi thì mình tính giá hữu nghị cho anh em. Còn anh em muốn về một xe zin hết mình để cho anh em 190 luôn, dễ chơi luôn, hợp lý luôn anh em. CB là đẹp. Giờ kinh tế khó khăn, hết tiền nghèo khổ phải bán xe thôi anh em. Đó, đâu có còn tiền nữa đâu mà không bán. À, rồi anh em nào ấy thì ủng hộ mình ha. Xe thì cực kỳ đẹp luôn. Đồ chơi nhiều, full xe. Rồi vậy nha anh em. Đó, còn anh em muốn quay cái gì nữa thì nói mình quay. Đó. Con này mấy anh em mà chơi bên mình là anh em biết rồi, xe là can ít đi luôn. Hầu như không đi, xe để chân thôi. Đó, giờ hết tiền thì mình bán thôi anh em. Bán mình làm cái chuyện khác anh em à. Rồi. Chúc anh em một ngày làm việc vui vẻ nha. À, anh em nào thích thì cứ alo cho mình. Đó, số điện thoại đây. Số điện thoại nè. Số tài khoản ngân hàng nè. Anh em thích alo mình rồi anh em mình vô việc nhanh gọn lẹ thôi. Xe thì nhiều đồ xịn sò ngon.
Rồi, cảm ơn anh em nhiều ha. Cảm ơn cameraman đã quay cho anh cái clip ha. CB650 thì quốc dân rồi, anh em cứ yên tâm. Xe này là mẫu 2020 luôn nha anh em. Đó, xe 2020. Rồi, thì anh em nào cần thì liên hệ cho mình. Rồi, vậy nha, xong clip nha anh em. Bữa nay dạo này trời nó hầm ghê đó, quay clip mà mồ hôi mồ kê đổ tùm lum luôn á anh em. Rồi nha, xong nha anh em nha. Xe này có traction control luôn, hệ thống kiểm soát lực kéo. Đó, chống trượt của hai bánh luôn, anh em đi cứ yên tâm. ABS 2 kênh. Xe thì còn can mới xà bang xe lướt. Đó, rồi. Bye bye anh em. À quên nữa anh em. Cameraman nhắc mới nhớ. Xe này lên quýt ship 1 triệu luôn. Đó, rồi, quá bá cháy bồ chát luôn anh em. Còn cái gì nữa mà chờ đợi nữa anh em, hầu như xem lên hầu như full đồ rồi đó. Đó, tiền không là tiền đó anh em. Anh em biết lỗ bao nhiêu rồi. Nếu mà bán giá 255 là lỗ rất là nhiều, lỗ rất là nhiều luôn. Anh em bên kia nãy nó nghĩ bán xe lời lắm hả? Cực kỳ lỗ luôn anh em ha. Rồi đó, anh em nào mua thì bốc cho mình. Nếu mà bán xe zin thì mình cũng lỗ mấy chục rồi. Xe mình không đi mà mình tự lỗ 30. Có mấy anh em á, xe đi có mấy thời gian là lỗ 10 mấy triệu mà than lên than xuống luôn. Mình không hiểu than là cái gì nữa. Tại vì mình đi mình phải chấp nhận lỗ thôi anh em. Là xe này mình đã mua cũ nha. Trước lúc thời điểm mình mua là xe mới nó tới là 260, 270. Rồi mình mua là 230. Bây giờ bán 209. Đó. Không đi sau thời gian mà cũng 1-2 năm rồi. 2 năm rồi anh em, mình không có đi. Đó là order lúc mình mua là 7.000 mấy, bây giờ 8.000 mấy. Đi dạo dạo phố rồi đó. Rồi, ok anh em ha.